Các bác, hôm nay thì bên em tiện nâng cấp một cái bộ âm thanh karaoke, thì em giới thiệu cho các bác một cái dòng mic cao cấp. Cái dòng mic này thì các bác sử dụng ở gia đình ok, đặc biệt là đối với những cái phòng hát karaoke kinh doanh, thì đây là một cái bộ mic mà đầu tiên đó là âm thanh rất là hay, và đặc biệt con này thì cái kiểu dáng hình thức rất là đẹp, rất là bắt mắt các bác nhé. Thì đối với những cái phòng hát karaoke thì ngoài việc mà chất lượng âm thanh thì cái việc mà thẩm mỹ thì đòi hỏi cũng rất là cao, thì với cái bộ mic này thì hoàn toàn đáp ứng cho các bác. Thì cái bộ mic này thì ở bên trong thì nó sẽ có tích hợp cái đèn led đổi màu và hình thức rất là đẹp. Đây các bác thấy được cái phụ kiện thì toàn là cái phụ kiện là loại tốt các bác nhé. Đây ví dụ như là cái jack 6 ly 2 đầu, đây các bác thấy là cái chất liệu jack rất là tốt. Đây đầu dây bằng đồng hết, truyền tải tín hiệu rất là tốt luôn các bác nhé. Đây thì bên em đang nhận nâng cấp một cái phòng hát karaoke của gia đình. Trước kia thì khách hàng có sử dụng con âm ly và hai cái đôi loa đây. Và bây giờ thì khách hàng sẽ chuyển sang đẩy, chuyển sang vang số và chuyển sang một cái bộ mic không dây dòng cao cấp. Ở đây thì bên em đang thi công lắp ráp các bác nhé. Ở đây thì có hai cái loa này thì toàn bộ là tép, cái loa tép là chết hết các bác nhé. Đây em phải thay cái hai cái loa tép này. Loa bát thì vẫn còn nhưng mà cái loa tép thì bị hỏng các bác nhé. Ở đây thì còn bị đây tép bỏ ra. Để lâu quá còn ốc nó còn bị han rỉ là phải gãy ốc này, vặn ốc là gãy phải thay ốc khác luôn. Các bác, ở đây thì em đã nâng cấp xong cái bộ âm thanh ở đây. Thì thứ nhất là cái cấu hình ở đây thì sẽ vẫn tận dụng lại cái đôi loa của nhà khách hàng đã sử dụng lâu rồi. Ở đây có một đôi loa này là loa nghe nhạc Jamo. Đôi này thì nó sẽ có hai loa bass với cả một cái loa chép. Và đây là một cái đôi loa đứng này. Cái đôi loa này thì là sẽ có cấu hình của nó là sẽ có một bass 25 và hai cái loa chép. Ở đây thì cái cấu hình thay thế ở đây thì sẽ sử dụng một con đẩy hai kênh, mã con này là con TD850 đến từ nhà hãng là PS Audio, và cái con này thì đưa ra công suất nó rơi vào tầm khoảng 800W một kênh trong trường hợp mà các bác sử dụng cái loa trở kháng là 8 ohm. Và cái con này thì nó là hai kênh công suất. Với cái con này thì em sẽ chia ra đều thành hai kênh công suất ở với hai cái đường loa này. Và ở đây thì vang số, ở đây thì em sẽ sử dụng cái con vang số là mã là S1 và từ nhà hãng là PS Audio, và cái con này thì nó là một cái dòng vang số mà rất là dễ chỉnh, và đặc biệt là cái cấp độ chống hú con này thì nó sẽ có 3 cấp độ chống hú các bác nhé. Ở đây là có 3 cấp độ chống hú. Thì cái con này thì em đã có rất là nhiều video giới thiệu cho các bác và cũng như là hướng dẫn các bác cái cách chỉnh. Cái con này cách chỉnh, cách dùng nó rất là đơn giản và đưa ra hiệu quả âm thanh rất là hay. Và đặc biệt là trong cái bộ combo này thì em đang sử dụng một cái dòng mic cao cấp, dòng mic đến từ nhà hãng là NK, model của nó là con này là con GT520A. Và con này thì thứ nhất là âm thanh hay và đặc biệt là cái hình thức thẩm mỹ của nó rất là đẹp các bác nhé. Đây các bác sẽ thấy em đang đứng rất là gần loa, cách loa độ khoảng 1 mét, nhưng mà âm thanh tiếng mic rất là nhạy và hiệu ứng rất là tốt, nhưng mà đặc biệt là nó không bị rú rít mic các bác nhé. L6712 L6712, tiếng mic rất là thoát tiếng và nhạy và không bị rú rít. Và đặc biệt là cái con này thì cái mic nó rất là thẩm mỹ. Thì đối với những cái phòng hát thì ngoài cái việc âm thanh hay thì cái vấn đề và thẩm mỹ về phòng hát thì cũng yêu cầu rất là cao. Thì với cái bộ mic này thì chúng ta sẽ rất là thích về cái thẩm mỹ của nó. Đây các bác nhé, nó sẽ có đổi màu được các bác ạ. Ở đây các bác có thể là ấn và chuyển màu ở cái trên cái tay mic này. Và con này thì sóng rất là tốt và âm thanh thì tiếng bass rất là dày và tiếng trung và tiếng chép nghe rất là rõ và sáng tiếng các bác nhé. Trên cái màn hình hiển thị này thì nó có đầy đủ thông tin, ví dụ như là kênh sóng này, lượng pin ở trong chủ động trong thay pin. Đặc biệt là con này thì nó sử dụng cái dòng pin sạc, cái pin này thì độ bền rất là cao và cái thời lượng sử dụng cũng rất là dài các bác nhé. Đây các bác nghe lại cái phần âm thanh ạ. L6712. Ở đây thì là cái đầu thu mic. Trên cái đầu thu mic, cái sản phẩm này thì được nhà hãng Smartcar phân phối tại thị trường Việt Nam. Trên cái đầu thu mic này các bác thấy là cái màn hình hiển thị ở đây thì nó sẽ phân chia thành hai phần. Thứ nhất là phần cho mic A và thứ hai là phần cho mic B. Ở đây chúng ta sẽ có cái tần số sóng, kênh số sóng và cái mức âm lượng ở đây. Và ở trên đây thì chúng ta có thể là thay đổi mức âm lượng cũng như thay đổi cái kênh sóng. Nút nguồn này chúng ta ấn giữ để bật hoặc ấn giữ để tắt. Và cái sản phẩm này thì trước khi mà xuất bán cho khách hàng thì bên em đã setup sẵn rồi. Các bác chỉ việc cắm vào hệ thống âm thanh là chúng ta sẽ sử dụng bình thường. Ở trên cái mic này thì nó sẽ có một đầu thu và hai cái tay mic và kèm theo cái cục nguồn. Nguồn của nó là nguồn automatic giải rộng từ 90V đến 260V. Và ở đây thì con vang số này trên cái màn hình hiển thị là có, ví dụ như chúng ta con này là dòng vang số đời cao và đặc biệt là cái cách sử dụng nó rất là đơn giản dành cho cả những người dùng phổ thông.
và cho cả những người dùng chuyên nghiệp. Và ví dụ như người dùng phổ thông thì chúng ta sẽ chỉnh trực tiếp ở trên cái sản phẩm này, chúng ta không cần máy tính, không cần phần mềm. Còn đối với những anh em đi làm sử dụng chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ có cái cổng để cắm với cả máy vi tính để chúng ta chỉnh ở trên máy vi tính. Ở đây ví dụ như là sử dụng phổ thông thì chúng ta sẽ có, ví dụ như đây music chúng ta đang sử dụng ở mức 1 này. Và ví dụ như hiệu ứng chúng ta sử dụng ở chế độ là hiệu ứng là 42. Và cái đây ví dụ chúng ta sẽ ấn nút này để chúng ta sẽ tăng cái cấp độ chống hú. Ở đây là chỉ là sẽ là có 3 cấp độ chống hú các bác nhé. Ở đây nó sẽ có 3 cấp độ chống hú. Ví dụ em sẽ quay gần hơn này. Đây, ví dụ cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3. 3 cấp độ chống hú. Và ví dụ như chúng ta chỉnh mic, chỉnh nhạc riêng, và đặc biệt con này thì chúng ta có thể là giới hạn được, ví dụ như chúng ta vừa bật nhạc vừa cắm điện vào thì hệ thống thì nó sẽ khởi động ở cái mức âm lượng nhạc là bao nhiêu, mức âm lượng mic là bao nhiêu và mức âm lượng hiệu ứng là bao nhiêu. Và chúng ta có thể là căn chỉnh, ví dụ như là âm lượng cực đại là chúng ta vặn ở tiếng nhạc là cực đại là bao nhiêu, vặn tiếng mic cực đại là bao nhiêu. Thì lúc đó thì chúng ta có thể cài ở chế độ an toàn trong trường hợp ở nhà chúng ta có trẻ nhỏ hoặc là những anh em đi làm sự kiện sợ người khác sờ vào thiết bị mà vặn quá tải thì nó cháy loa, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ an toàn này. Ví dụ ở đây thì em đang sử dụng cục đẩy này, và cục đẩy em đang vặn ở chế độ là maximum to hết cỡ, và em sẽ giới hạn toàn bộ ở trên cái con vang này. Thì khách hàng sử dụng thì có vặn to thì cũng chỉ đến cái ngưỡng em giới hạn thôi, thì lấy mức an toàn rất là cao. Và cái con này thì về phần chỉnh equalizer, phần lọc tiếng cho cả phần tiếng mic và tiếng nhạc thì cũng rất là đơn giản. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có phần music là chỉnh về phần tiếng nhạc, chúng ta sẽ có 7 giải nhé, 1 2 3 4 5 6 7, 7 giải thì chúng ta chỉnh nó rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần đưa cái tô vít là chúng ta vặn. Và các bác lưu ý em ở cái toàn bộ những cái chiếc áp này nó là chiếc áp vô cực, qua cái chiếc áp cơ này nó chỉnh cái chiếc áp số. Ở đây ví dụ như là sử dụng phổ thông thì các bác chỉ cần cầm cái này chúng ta vặn này. Ở đây các bác lưu ý hộ em là cái chiếc áp này, chiếc áp vô cực, các bác sẽ nhìn ở trên cái màn hình hiển thị này các bác nhé. Đây ví dụ em vặn đây, nó sẽ xoay tròn luôn các bác nhé, xoay tròn luôn. Nó là chiếc áp vô cực. Và với cái chiếc áp này thì các bác sẽ thay đổi những cái thông tin số ở bên trong con vang này, các bác thấy không ạ? Thay đổi thông tin số. Và trong cái quá trình của chúng ta thì tự nó sẽ lưu vào. Và con này thì nó sẽ có 6 cái ô nhớ để các bác sử dụng 6 cái mode sử dụng khác nhau. 6 mode sử dụng về tiếng mic, 6 mode sử dụng về tiếng nhạc và 6 mode sử dụng về cái phần hiệu ứng. Có rất là nhiều cách sử dụng khác nhau. Và con này thì nó sẽ kèm một cái điều khiển từ xa này, các bác có ngồi từ xa các bác phải thay đổi thông tin, thay đổi những cái mode sử dụng. Ở đây thì đấy là hiệu ứng của phần tiếng nhạc, và phần hiệu ứng của phần tiếng mic, phần lọc âm tiếng mic cũng có 7 giải để chúng ta chỉnh, thì nó sẽ chuyên sâu hơn. Và toàn bộ là sử dụng bằng cái chiếc áp vô cực thì các bác sẽ thay đổi cái thông tin số ở đây bằng cái chiếc áp cơ này, nó rất là đơn giản và dễ dùng dễ hiểu. Và đây là cái hiệu ứng, phần hiệu ứng thì con này thì nó chạy chip ship số chuẩn, thành ra nó sẽ có ngoài cái hiệu ứng echo thì nó sẽ có thêm hiệu ứng reverb. Đấy, thì với có hiệu ứng diệu vợt thì chúng ta sẽ hát cái tiếng mic nó sẽ quẹn hơn và nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Và đây thì nó sẽ có 3 cái chiếc áp chính, gồm có chiếc áp về hiệu ứng tổng này, mic tổng này và lên nhạc tổng. Và cái con này thì em đã setup ok các bác nhé. Vậy các bác sẽ nghe cái phần tiếng nhạc ạ. Đây là cái bao bì đóng gói của sản phẩm các bác nhé. Đây là con đẩy đẩy 2 kênh, con này con TD850 này. Với con đẩy 2 kênh này, hàng chính hãng của PS Audio, mã TD850, con này giá dưới 6 triệu đồng này. Cái bộ mic này giá tầm khoảng 6 triệu đồng này, và cái con vang này thì tầm khoảng trên dưới 3 triệu đồng các bác nhé. Giá rất hợp lý.